Chỉ với 10 triệu trên mét vuông, bạn có thể sở hữu ngay mảnh đất 137 mét vuông full thổ cư với căn nhà 2 phòng ngủ mới tinh tại phố biển Mỹ Khê, Quảng Ngãi. Chính chủ cần bán căn nhà 2 phòng ngủ tại thôn Mỹ Lại, xã Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi. Nhà nằm ngay khu vực trung tâm, khu dân cư đông đúc, an ninh tốt, gần trường học, siêu thị, chợ và các tiện ích giải trí khác. Một căn nhà mà bạn chỉ cần mang đồ dùng cá nhân vào là có thể ở ngay. Sống tại vị trí mà hạ tầng giao thông đã hoàn thiện, kết nối với các tiện ích phục vụ tốt cho nhu cầu sống của chúng ta. Chỉ trong bán kính 1 km như Bãi Tắm Mỹ Khê, chợ Tịnh Khê, trường mầm non, trường cấp 1 Tịnh Khê, trường trung học cơ sở Võ Bẩm, trường trung học phổ thông Sơn Mỹ, trung tâm hành chính Tịnh Khê, trạm y tế xã Tịnh Khê và rất nhiều tiện ích khác như cà phê, hàng quán ăn uống. Diện tích đất là 137 m², mặt tiền rộng 5 m, hướng đông bắc, nhà xây dựng căn cố và mới tinh, bao gồm 2 phòng ngủ, 1 phòng tắm, 1 toilet, 1 phòng khách, 1 phòng bếp, sân phơi và gara ô tô. Giá bán chính chủ 1 tỷ 370 triệu đồng, có thương lượng. Đây là cơ hội tuyệt vời để sở hữu một căn nhà đẹp ở khu vực trung tâm Tịnh Khê, gần biển Mỹ Khê. Liên hệ với tôi để biết thêm thông tin chi tiết và xem nhà. Cảm ơn anh chị đã quan tâm. Phúc Định, nhà tư vấn môi giới bất động sản tại Quảng Ngãi.